Chuyện thế giới nó đi chung với cái chuyện chánh nhà tạng, chuyện thế giới nó đi chung với chuyện của Đức Thầy và Thiên Đức Kiệt, chuyện chính trị thế giới, chiến tranh từ Trung Đông sang tới Á Châu. Thì 5 năm trước thời phố Vô Sa ở Phỏng Vấn, Kiệt này cũng có nói Trung Cộng sẽ chia 5 sẽ 7. Thời đó chưa ai dám nói. Lúc đó Thiên Đức Kiệt này cũng có nói là cái thế giới này khi mà thế giới vô thần mà đi, nó sẽ đi đồng bộ, nó không có đi chừa nước này hay nước kia. Dầu cho hôm nay ông Biden có thương nước Việt, có qua bển rồi, ngoại giao là coi như thượng thiên là mình nói chúc rồi đó, Hùng nói câu thượng thiên là nước Việt thượng thiên. Nhưng mà những cái gì ngoại giao Mỹ nó khôn, chót lưỡi đầu mâu ra trước khi nó quýnh thằng Trung Cộng, nó cũng không có muốn thằng nhí này a vua theo nữa, bớt thằng đỡ mệt thằng. Còn cái chuyện mà ngày mà nó mà đưa tiền cho nước Việt liền á, là dân đúng á, dân hiện giờ là đang chết đấu, nó không có cái chuyện mà làm ăn liền đâu. Cái đó là cái phần tốt cho chúng ta. Trước khi một cái nhà mà sập thì cái nền đất, những kỹ sư và những cái nhà tương lai đã phóng lên rồi. Trước khi có một cái sự hòa bình lâu dài thì cái chiến tranh là sắp sửa nổ. Cái gì nó cũng phải tính như vậy. Cho nên sau này mình chỉ chờ một điều, cái clip này mình lấy danh, mình lấy cái tựa đặt là ho đi con, chữ ho thôi, đừng nói nhiều. Mấy cha con sẽ coi cái lời Thiên Đức Kiệt này nói có chút nữa, thường nói chút là bữa giờ người ta nói là 90 mấy%. Hôm nay mình nói thêm cái này trên mạng, chữ ho. Hôm nay á, ăn hiếp dân Thủ Thiêm á, mình thấy cái mấy clip đó chừng dài từng nữa mà dân mà ho là mấy ông bỏ cái đảng chạy vậy, đúng. Cái chuyện này nói khó ai tin đúng không? Nhưng mà máy quay phim 1, máy 2, máy 3, máy 4, máy 5, máy 6, máy quá trời. Thầy kể có cái chỉ sợ danh ho nhiều quá, ho tiếng thôi, không cần ho nhiều, nó sẽ tỏ. Con người tính kiểu nào tính, bắt chậm bắt hút bắt gì giỏi kiểu nào giỏi. Giờ kiểu mà Obama với cái gì Biden có giỏi kiểu nào, giờ cuối cùng hôm nay con thấy sao cũng xong rồi. Ông hại ông Trump bữa giờ quá trời luôn, hạch tội ổng dán vào cái nhãn ngày 6 tháng 10 gì đó, tụi nó làm á, rồi nó dán nhãn vào. Mà hôm nay rồi sao, bây giờ 99% là đáng cộng hòa đề cử ông ra rồi đó, là ông ra ông thắng chắc. Còn ngày xưa Thiên Đức Kiệt này cũng có nói những năm trước Biden sẽ nửa đường gãy gánh, cái lần cái đó đừng cho ông gãy gánh, tại thuộc thay đổi được cái cục diện của trái đất này nha. Dạ, tại vì mọi người ở trên xuống có thể sinh cha sinh mấy vị thay đổi được, xoay chuyển được. Nếu mà ông xuống bà Mỹ Đen mà lên thì cái đất nước này mệt nữa, để ông hèo hột đi, khi nào để ông Trump mà mạnh lên đi không, thì hôm nay ông thấy ông Trump mạnh lên rồi đó, dễ gì bác ông ở tù. Bởi vì bữa hổm có nhiều người khóc, ô Thiên Đức Kiệt ơi, ngài là thiên tử, ngài thánh công Trump này, ô đừng có lo chuyện đó, chúng ta lo không để dành cho cha lo, chúng ta lo không có bằng cha đâu, đừng có dành hơn ngài. Đây xưa đồ lo cho mấy người cũng vậy đó, cái con là Đức Thầy ông hết, con đừng có lo hơn cha con nha con. Chứ Đức Thầy ông nói một câu á mình nghe mình nhớ tới già luôn á, cách đây 4-5 năm, con đừng có lo hơn cha con. Thầy Kiệt chỉ là người truyền tin nha quý vị. Thầy Trâm muốn quay lại, thêm Trâm quay lại thì chuyện gì mình sẽ biết, thế giới bắt đầu nó sẽ ổn định lại. Tức nghĩa là những đứa họ Thiên, những người có duyên nghe Thiên Đức Kiệt nói chuyện thì sẽ hiểu được cái thế giới này rất là vô thường, nó là một cái màn kịch. Sư phụ là đóng một cái màn kịch, các con đang đóng một cái màn kịch chung, sư phụ diễn chung mà phải không, có thể có vai chánh vai phụ á. Thì sư phụ diễn được nửa cuồng mà nửa màn này, còn nửa màn chưa diễn. Mặt đời cũng vậy, chiến tranh hay là phe này phe nọ, nó cũng đi chung với cái thời tận thế chúng ta.
mà ở ngoài kia bao nhiêu người ở dưới lầu hồi nãy xếp hàng cả nhiêu vài chục người lo đi ăn quá không, vợ chồng túi từng hấn hở là chở nhau tới tới đây là ăn cái là về cái là thấy vui rồi đó. Họ nghĩ đời sống rất là đơn giản vậy. Nó còn lâu lâu có nhìn thấy lại là mình cao hơn người ta nhiều không, mình biết nhiều thứ thôi, nó giá trị cuộc đời. Thôi tôi vô đây tôi mạng quạt quạt nhỉ, nhưng mà tôi sáng giờ tôi đọc kinh xong tôi thấy khỏe người dễ sợ. À tôi ngồi thiền nữa không, tôi biết được thì mình phải lên giúp những người đó. Họ cứ lẩn quẩn trong cái đời sống sống cơm gạo áo tiền, trong một cái chu vi phạm vi không đầy 5 ngàn xoa thiết trong cái nhà họ, thường nó là nhà giàu luôn. Họ chỉ biết vòng vòng có vậy thôi. Họ không có biết được mà cái thế giới bao la. Họ không có cái lòng từ bi rộng hơn để hiểu sâu hơn, để đem cả cái nhân loại này về trời. Họ không có không giờ nghĩ như vậy. Chứ phụ nghĩ lúc nào cũng đem cả cái nhân loại này về trời. Chứ họ không đâu lo, chỉ có cái hãng trên tới vài trăm thành núi Thiên Long Sơn 500 acre Thiên Long Giang, rồi mấy đám đệ tử ở bển lục đục làm cho phụ buồn. Ở bển đứa nào mà đoàn kết mà là giỏi thì độ được dân Houston thì đứa đó có phước, còn đứa nào mà làm không được thì bị mấy vị ký đầu gán chịu. Cho phụ chỉ là gieo duyên ở bển, cho nên cho phụ tạo một cái sân công đức vô đó mà làm, để mà được cha thương, mẹ thương, Phật thương, Chúa thương và cộng đồng thương. Và cảm thấy cái lương tâm mình làm được cái gì cho đồng loại của mình. Đồng loại của mình là gì? Người Việt Nam đang bị thầy bùa, thầy ma nó dụ ở Houston. Tại sao không nghĩ như vậy? Còn nội bộ mà lục đục, tôi buồn thù không thèm qua luôn á. Đứa nào thù cũng thương á. Thù đã thời rồi, lá là họ đệ tử, họ chiên. Thù thời không bỏ đứa nào hết. À, nó là có chuyện là im mà. À, cái nào qua rồi á, qua 3 ngày á, bữa giờ 3 tháng rồi đó. À, thôi qua chuyện qua 3 ngày luôn là nhắc chuyện cũ đâu. À, tắt cái hồn vậy. Cho nên đoàn kết để mà đưa đồng đội của mình đi về Thiên Long Giang, để cho họ biết được cha trời mẹ đất lại. Đó là cái nhiệm vụ lớn mà không nhìn, nhìn gì đó không. Nạn đói thì đã xảy ra, chiến tranh sắp sửa. Bữa nay Trung Cộng tức là máy bay vàng mã đó, thường thường nói máy bay vàng mã, cho nên nó mới không mới dám tiếp và tiếp tế cho Putin nữa không, là tiếp về là bể dĩa thì sao, nó dễ hù thôi. Nhưng mà lúc cuối cùng cũng đánh thiệt, thiệt là nó cũng tiêu rồi. Thì nó bay dọa tới dọa lui, bởi vì con theo dõi mấy cái đài biết cũng mệt, hù dọa qua lại nó tức tới tới lui rồi. Tới đại cho rồi, nhưng mà cũng sẽ có ngày tới sắp sửa. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Rồng là 54, rắn 25, con ngựa thì đá con dê, con ngựa là 26, dê là 5/27 không, con ngựa thì đá con dê. Canh khuya khắp trong trần hạ nhiều bời gian lao, khỉ kia cũng bị xá xào, khỉ là 28 không. Canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng, nghĩa là cái cơ vận nó đi toàn thế giới. Đọc lại nha, mèo kêu bắt đánh lo sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa thì đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bời gian lao, khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới yên. Thì cái câu đó là của Đức Thầy nói, nhưng mà có cái câu của ông Trạng Trình nói, long dĩ xà đầu khởi chiến tranh. Long tức là năm Tết, cái ngày hai người cùng nói chúc. Rồi những vị khác cũng nói cũng đúng như vậy luôn, cũng là rồng với mèo gì đó. Cái đó là cho toàn cầu. Những cái nước hôm nay nó chia ra 20, bên trục với bên đồng minh đó,
trục kia chỗ giấy đồng minh mà, thì cái bên trục hôm nay đã lựa ra rồi, trong đó có thằng lãnh đạo đầu nó đòi xài tiền của Mao Trạch Đông là Trung Cộng. Ừ, nghe phải không, ngày xưa làm đàn anh bữa nay mày làm đàn chặt đi con, tại nó bị lị xuống chân của Kim Nhân Quỳnh là nó yếu rồi, nước Nga sẽ điêu tàn nha quý vị, sẽ không còn nữa. Đừng nói chi mai mốt mà nó mà còn cái tiếng nói đó là nó mừng rồi đó, ở trên nói là nước Nga sẽ bị tiêu diệt đó. Rồi có Ả Rập Saudi đúng không, trùng tháng quá không, bữa nay mày đặt còn không sản xuất dầu xăng để cho mình phải trả gần 7 đô la ra lông nó tròn. Tức là những cái thằng mà nó còn lì lợm á, nó không phải là tà mà nó còn đi theo phe tà đó. Rồi trong đó có Iran nữa không, hết biết nó luôn rồi phải không. Rồi trong đó có Syria nữa. Rồi với mấy thằng Phi Châu là mấy thằng đó là vô minh rồi, thế nào mà cho tôi ăn là tôi chạy theo. Thì Trung Cộng nó dở dụ quá đó, tại nó có bánh bao đó. Bánh bao với phụng cả nó qua Phi Châu nó dụ. Thì mấy thằng nói đó mình không nói, thì phe nào ra phe đó. Rồi đến khi mà đến còn Hoa Mỹ thì lựa rồi, ok thằng Việt Nam đúng ra mày thuộc về phe tà đó, tại vì Việt Nam là tà mà đi theo Nga, với Nga thì xương sống là bị gãy rồi phải không, hết dựa. Trung Cộng là thôi hỏi oi đúng không. Rồi giờ dựa ai bây giờ, hẹo, tức là người bây giờ không có xương sống. Giờ theo Mỹ được, tao giết mày. Cái đó là cái phước của nước Việt, là do Phật Thánh Tiên đã phong lại. Hôm nay Việt Nam thuận thiên theo Mỹ, nhưng mà theo chứ phải theo cái là được lên giường liền phải không? Nó bằng miệng thôi mà, hứa thôi mà. Ok, em bây giờ em không theo nghe nữa, em không theo Tàu nữa, em theo anh. Thần tự do sẽ lo tất cả. Mấy vị cũng có nói câu này, Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Tức là cuối cùng rồi, cha cũng cho nước Mỹ lãnh đạo thế giới, tại một nước, một quốc gia lãnh đạo thì cả thế giới nó yên ổn. Tại sư phụ lớn lên ở Mỹ, tuy là Mỹ này nó cũng có tà đó, nó cũng có cái nghiệp của nó da trắng da đen. Hồi xưa sư phụ nói chuyện với bà nữ thần tự do, bà cũng có nói, thì dầu sao nó cũng đã trả cái nghiệp đó. Qua cái này là mấy cái vụ lá phiếu nè, hết cái chuyện ăn gian được rồi. Rồi bây giờ hai phe Việt Nam cuối cùng đi theo phe đậu trắng, vậy là cũng tốt, là về một nước Việt chia năm xẻ bảy, sự kỳ thị, sự cộng đồng quốc nội hải ngoại, rồi thêm mấy cái kim cương nằm dùng khắp các thành phố Mỹ là Houston nè, San Jose nè, Nam Cali nè, thì kim cương nằm dùng á phá nát cộng đồng. Du học sinh ngày xưa không có biết, tức là nó vô tư thôi, nó cũng nghe lời tầm bậy, nhưng mà hôm nay chắc từ từ nó cũng mở mắt rồi. Thì cuối cùng là nước Việt chúng ta sau này sẽ đoàn kết lại, tức là con của đảng viên và con của HO lớn lên ở Mỹ, hai thằng tụi bay phải làm việc chung một văn phòng nhé, chứ không có phải như thời nay mà cái bác gì á, bác Vịnh gì bữa hổm á, ổng ra xác lệnh đứa du học sinh qua Mỹ không có được nói chuyện với mấy đứa nít ở Mỹ, tại sợ lại Mỹ á. Bây giờ Việt Nam nói chuyện Mỹ không có nghe, nói chuyện Bác Hồ làm sao. Đó, thì có cái luật đó, cho nên bữa nay từ từ sẽ đoàn kết lại. Thì cuối cùng những cái mầm non, những cột trụ tương lai của chúng ta, nó có hai thành phần chất xác Thượng Đế đưa qua Mỹ 6 triệu, trong đó tính chung hết. Trước 75 thì những người giàu, đến lúc 75 thì là mình đi máy bay ra để thăm thầm đội đúng không? Rồi luôn cả cái bà gì Mai gì ta, Mai Liên á, hãy ba đứa con lên chiếc bo á chạy đó. Rồi cái hết xăng, cái con đứa con đi ra đi tiểu hay đi cầu vậy, nó bị văng xuống biển nó chết nữa. Cái hết xăng, cái lấy cái áo phọc xê cầu quơ vừa cái sao lúc đó cũng vừa dài phải không, cái thấy cái chiếc du thuyền màu trắng, tại đi về hướng Vũng Tàu qua Hồng Kông á, cái lúc đó
bữa đó bà nữ hoàng anh sao biết bà xui hay là bà hên mình không biết nha, các bà thấy có cái gì mà vô vơ cái bà tới bà vớt lên. Thì từ đó nữ hoàng anh là ai? Nữ hoàng anh là mẹ của nước Mỹ. Bà về bà gọi qua tổng thống thời đó ông nào ta, ông Kissinger, ông Nixon à, ông gì á, Jimmy Carter, gọi gọi Jimmy Carter, hey, phải nước hết tiền nhân, tao bữa nay tao nhận đứa tao là giúp được đứa này nó tội quá, gái mà nó can đảm mà đi mà nó lái bo mà liều chết vậy là tức là kia là chết, chết rất là đông, mình đi khoảng 4 triệu người, chết ở dưới biển khoảng 2 triệu, khoảng còn 2 triệu đi khắp năm châu, trong đó có thêm nước Việt là còn sống, xém chết. Thì nhờ cái áp cọc C của các bà Mai Linh mà chúng ta hôm nay ngồi đây, cho nên mình phải nửa giây thôi tri ân Mai Linh. Tri ân Mai Linh không được tôi. Thế là xưa cái máy clip mà những năm đầu vừa nói là nhờ áp cọc C mà 6 triệu người Việt ở Mỹ, người ta không, người ta cười nói mày nó xạo. Cái đó, cái câu chuyện đó là một vị hòa thượng rất là lớn, chức sắc lớn ở Mỹ này, dễ thù nghe. Mấy hòa thượng đâu có nói láo với hù được. Ổng tu nó láo không bị nghiệp thì sao? Chuyện là thiệt. Tới lúc mà thù lên mạng á, người ta comment lại, người ta nói cái đó là đúng. Có thiệt. Thế nên con thấy cái dân tộc Việt Nam không? Huống hồ chi cái áo cọc xê còn cứu được 6 triệu người. Phú hồ chứ giờ Phật Di Lạc nước thèm giới thiện con nghĩ là nước Việt sẽ lỗi lạc cỡ nào. Ghê gớm luôn á. Thì chắc xác cha đã gãi ra hải ngoại hết rồi. À, chim hiền sẽ về tổ. Chim hiền chắc cánh. Tức là chim con là hôm nay cũng 40 mấy tuổi không nó đẻ chim chim nhí là cháu ngoại á. Là cũng đã ra được kỹ sư rồi. Ô đóng chim luôn. Ổ chim. Thì khi chim hiền chúng ta tuy là ở ngoại nhiều nhưng mà chúng ta lại quên tiếng Việt nhiều, mấy đứa Mỹ nó quên tiếng Việt. Thì chúng ta phải nói kết lại với những đứa biết tiếng Việt. Con của đảng viên này, con đảng viên nọ nó cũng lớn lên Mỹ nhưng mà nó còn giữ được tiếng Việt. Thì nó sẽ lấy nhau. Thì lúc đó mình không bị mất gốc. Còn hơn là ở những cái tiểu bang xa xôi của Mỹ. Trời ơi, lấy chồng Mỹ, lấy chồng này chồng kia, một đời một là quên đi, tôi là người Việt à. Chúng ta sẽ không có bị mất gốc kiểu đó. Khi 6 triệu chim hiền về, thì con nghĩ thử. Khi chúng ta, mình nói bình thường nghe Việt Kiều Mỹ, hay Việt Kiều Úc, Việt Kiều Canada, Việt Kiều Pháp. Mà máy bay nó đổ vô ào ào trên nước Việt. Chúng ta có bao giờ để những cái cửa hàng ở Nguyễn Huệ hay là chợ Bến Thành hay là những cái nhà hàng ở bển mà hôm nay bị đóng cửa vắng lặng điều hiu không? Làm gì có chuyện đó. Lúc đó không ma mà đứa mấy con thay mở cái nhà hàng ở dưới về Việt Nam mở là đắt luôn á. Thì chúng ta tự động một cái nền kinh tế khủng khiếp. Trước tiên cái này. Rồi sau đó và Đức Thầy có nói cái bài thánh cờ vàng cờ đỏ, ai nỡ bỏ vàng 3 sọc ngang hàng để treo khắp nước. 3 sọc ngang hàng tại sao treo khắp nước được, đâu ai tưởng tượng ra được. Những đứa mà bởi nó bị nhồi sọ 50 năm nay nó không bao giờ tưởng tượng, nhưng mà đó là cái áo giáp, cái áo vàng cứu mạng, bởi vì nó có lịch sử ở Liên Hiệp Quốc quốc tế. Nó là một cái lá cờ chánh nghĩa, một cái lá cờ tốt giữa phe chánh và phe tà. Muốn nước Việt mà muốn thế giới mà thừa nhận ngay lập tức phải nhờ, mà tạm thời hay là lâu bền thì Thù không có biết rõ. Thù chỉ được có cái lệnh nói ra cái chuyện đó để cho 6 triệu chim hiền và 100 triệu người ở bên kia không có cái sự hiểu biết để họ có cái định hướng. Chứ cái sao vàng bảng đỏ rụng đầu nay mai, rụng đầu rồi thì làm sao mà đi nói chuyện gì được với Liên Hiệp Quốc. Cái đó là cờ của Phúc Kiến của Tà. Ngày xưa lúc mà Mao Trạch Đông mà giết Nguyễn Ái Quốc của chúng ta đó, anh hùng của chúng ta đó, mà đi xuống thuyền mà đi qua Pháp đó, thì đưa lên một cái người Tàu
Hôm nay cái xác vẫn còn nằm ở lăng Ba Đình. Chú Hộ hỏi bà trên rồi, ông đó là người Tàu, cho nên ông mới không có thừa nhận bà con chồng họ. Tàu nói tiếng Tàu đâu biết nói tiếng Việt, ông học bập bẹ mà. Rồi ổng mới tàn nhẫn, mới ra cái chính sách người cày cá ruộng, giết chết mấy triệu người miền Bắc của mình. Chỉ có một người không cùng dòng máu với mình mới tàn nhẫn như vậy. Nên nhớ, Thư Phụ không có phải là người chính trị, Thư Phụ là người cõi trên. Thì Thư Phụ mới biết chuyện gì đúng sai. Thì ổng là người trời ơi ta. Và đồng thời cái xác nằm trong đó bị như chuồng gà, nhìn thấy chuồng gà cái xe không thể chắc nghe. Hổ có nói cái này chắc người ta giận, thôi giận giận luôn, nói thiệt để mà cho mọi người có hiểu. Ai mà từng mà đi giếng, đi một vòng thôi là giếng một đống trượt. Cũng giống như giờ tại sao người ta đi nghĩa địa hay là đi một cái nhà hoàng về người ta phải giục áo người ta giặt liền. Bây giờ con đi với một cái xác mà không phải người Việt mình, mà trong đó là gọi là âm khí không à. Một người nào mà đi vô lăng Ba Đình một cái rồi, suốt cuộc đời sẽ lận đận lao đao, không bị ba giọt như kiểu là bác Trần Đại Quang hay là bác gì ở Đà Nẵng á, hả? Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, rồi bữa nay có bác Nguyễn Chí Vịnh, đâu biết mai mốt có bác Chính nữa là sao. Trung Cộng nó hay lắm, khui lon bia cái là dính à. Ôi xin lỗi, hôm nay đụng chạm rồi. À, ông nói chuyện rồi. Tại clip kia, clip đó bữa giờ có hứa rồi. Ở trên, hey, con là cái dù, để cho đảng viên nhảy dù xuống hạ cánh an toàn, con không được đụng chạm. Con cũng là cái dù để mà hạ quả mấy ông nội mà bị nhốt mười mấy năm giống như ông ngồi thế nè, cũng thù lắm. Tối mà về tôi bắt người Việt Cộng, tôi thẻo lỗ tai, tôi đeo cổ. Cũng không nên luôn, tại vì cho hứa với Phật và với cha rồi, hứa đức thầy rồi, cái nhiệm vụ này khó làm, nhưng mà đổ một giọt máu là sư phụ là người lãnh trách nhiệm, nên không có ai đổ giọt máu hết. Chỉ đóng thuế 30% đi rồi làm ăn tiếp, giàu tiếp. Chuyện của thế gian mình không có quyền xử nhau, không ai sống quá 100 tuổi, chuyện đó để cho Diêm Vương với bề trên xử. Đối sư phụ là người tâm linh vậy, sư phụ coi thế gian này là vô thường, là một cái vở kịch. Nước Việt mình hôm nay trải qua chia rẽ như vậy là cũng là do cái nghiệp. Hồi xưa mình tiêu diệt Chim Thành, hồi xưa sư phụ là người ra lệnh chém đầu tất cả những người Chim Thành, một thời sư phụ làm vua. Hôm nay sư phụ bị cái quả đó, sư phụ phải xuống đây để làm lại. Nhưng mà đó cũng phải làm cái lệnh thôi, tại vì muốn mở mang bờ cõi con rồng cháu ti của Lạc Long Quân Âu Cơ thì mình phải làm như vậy. Đó là cái cơ vận như vậy. Nhưng ngược lại sư phụ cũng là tổ tiên người Chim Thành, cũng có một kiếp. Cho nên khi mà về mà tính làm cái thác Phú Quốc là hey, tao cũng là người tổ tiên của mày, tao cũng là tổ tiên nước Việt, tao cũng là người để mà làm lại một cái xã hội trật tự mới, cũng lĩnh bề trên sai phúc. Cho nên có kiếp sư phụ đóng vai ác, có kiếp sư phụ đóng vai hiền. Vô bên mẹ mà con, nhưng mà cũng là vừa có con cái một kiếp nó nhiều dở quá. Biết giờ bà nào còn đi theo kiếp này không biết. Trong mắt cái bộ là đóng phim, tại mấy gì ngồi kể vô ngồi cười. Ô có kiếp ngày thành Phật rồi, có kiếp ngày làm gì, có kiếp ngày xây dạng Lý Tường Thành, rồi ngày biết được hậu thế sẽ ghét ngày ngày chôn ở dưới những kỹ thuật. Tại vì những người đó là con trời, không có con biết không. Đây có kiếp làm gì làm khác, kiếp này cho bộ hiền nghe không. Trong máu là có bi trí dũng á, thì mới làm được mỗi xã hội. Mục đích là mình lấy số lượng đông, thì nhờ như vậy á mình mới có một cái nước Việt lớn. Điều gì nếu không á, nên nhớ nước Việt á là tôn giáo nó quan trọng á. Thì hôm nay cũng là thừa lập tôn giáo, là có cái đạo này, để cho tất cả Phật giáo hay Hồi giáo sau này cũng là thành đạo này.
khi một cái xã hội thế gian này bề trên coi giống như là cái xóm này xóm kia nhập lại thành một huyện vậy đó, để cho dễ dạy, dễ nói chuyện. Chứ còn nếu mà ngăn cách ra nhiều quá đó, bề trên cũng rất là khó dạy. Sau này nước Miên cũng sát nhập thành nước Việt, Lào cũng vậy, để cho mình dễ dạy nó, để nó về trời, chứ không phải là về mặt đời là mình nói là ham đất của người ta hay xâm chiếm, không phải, do trên quyết định thôi. Thì nó có những cái đó, cái này cũng khó hiểu nhưng mà cũng rất là dễ hiểu. Khi con là chuyển lên Thánh Dương thì con sẽ hiểu nhiều kiếp của con kiếp làm gì. Hiện bây giờ thuộc có một kiếp đang là hiện giờ đang giải lâm tặng mệnh người thân lặng, cái kiếp đó không có Phật, hiện giờ là cái hành tinh đó không có Phật, cái bệnh cũng không có những gì tốt hết, chỉ có những cái gọi là yêu gỗ nhau, nó giống như là thanh toán lẫn nhau thôi, để chiếm này giành kia vậy đó. Thì hộ đang đóng vai bên đó để mà làm cho cái thế giới đó, đó đừng có giết chóc lẫn nhau nhiều hơn, để mà tàn sát lẫn nhau. Vì ở ngoài quả đất của chúng ta nó còn 3.000 cái thành tinh nữa cùng song song rất là hung dữ. Chỉ có quả đất này là được ưu tiên nhất, là vì có sư phụ đầu thai, có đức thầy đầu thai, có họ chư Phật đầu thai. Còn những cái thành tinh kia không có mấy gì, tại những thành kia tinh kia đó cái đời sống họ văn minh hơn những vị Phật, những vị Bồ Tát suốt nói chuyện họ không có thèm nghe. Thành tinh này có khổ có sướng, mà sư phụ hôm nay đã hiện thân rồi, đã lộ rõ hết rồi, vậy mà chỉ được một số nhỏ hiểu thôi. Thì mình cứ so sánh những cái thành tinh khác đâu phải dễ mà tìm người để hiểu đâu, họ không bao giờ có cảm nhận mà họ không tin. Giống như một người đi mở một cái tiệm phở, gần đây có những cái tiệm lạ phở đặc, ai nghe cũng không có muốn vô ăn, làm những cái kiểu đặc trong đó à, tức là mình không có vô ăn thử, hay là mình đã chơi trong đầu rồi, thì cái gì lạ mà mình không có nén thử, không có thử thì mình ghét. Nhưng mà tụi con vô ăn thử đi, không mày đập rồi nát rồi khổ ở nhà, tao nghĩ mày đúng, mày sẽ bắt nó, đúng không? Đập nát rồi, tại vì nó làm cho những cái người già lớn tuổi khỏi phải nhai thịt, nó đập nát và đập. Thế nên nó cái gì cũng vậy, có người không bao giờ chấp nhận một lần đầu tiên đâu, nó phải có thử qua rồi cái này nọ họ mới thừa nhận. Đạo Thiên Tâm chúng ta cũng vậy, là chánh đạo. Thế giới này chỉ có đạo trời và đạo Phật trong tương lai sẽ tồn tại. Cái này là sẽ thống nhất cái quả địa cầu này, những lời thụ nó, những cái máy này nó sẽ lưu truyền. Thì con nghĩ nếu mà một cái đạo lớn như vậy thì hôm nay được chỉ cần hồi xưa Phật Thích Ca là có một đệ tử không? Sau này gần 40 năm sau mà đi quần pháp, Phật mới có thập đại đệ tử, là 10 đệ tử giỏi. Hôm nay rồi có quá trời luôn, chẳng lẽ mấy đứa con đều là dạng đẹp sao? Phải giỏi lên chứ, đúng không? Nhất là Yến nào bữa nay đọc kinh rồi giỏi vậy nè. Thì những họ thiên trong tương lai mà trẻ tuổi từ cần 40 bốn mấy, có đỏ minh mẫn, có sức khỏe, thì rảnh thì về Thiên Long Sơn tu tập, thì học được những cái gì học để sau này để mà dạy lại cho những cái thế hệ sau. Một ngày mấy con lên núi Thiên Long Sơn học được một thứ, trong khi ở ngoài kia ta chả biết gì hết, ta lên núi ta cũng chẳng có biết đốt nhang cho mẹ như thế nào, không chi cầm cuốn kinh này đọc, không chi gõ mỏ khó nữa. Thì những đứa con đã rành rồi thì đã là thầy hết, hiện giờ đã là thầy hết. Ok, thủ đang uống nước, ai cầm microphone muốn hỏi gì hỏi, cao đồ hay là cao cao tươi hết, cao nghèo cao khô, cái này cao độ đó, cao tư nên khô.
Sư phụ nói hồi nãy vậy là con tính ra là nếu để tam thế chiến phải là từ 4 tới 5 năm. Còn sư phụ hồi nãy có nói chữ ho đó. Cái chữ ho người Đài Loan nó có nghĩa là hậu, là tốt. Sai. Để tam thế chiến sẽ xảy ra không phải trong năm năm, trong vài tháng. Đến khi gà gái máu đào mới yên. Có nghĩa là cái thế giới nó lớn lắm. Những cái thằng chùm khăn, những thằng Trung Đông, những cái thằng Phi Châu mà bây giờ theo cái phe tà đó, thì họ mới ổn định lại, họ mới biết cái nào đúng cái nào sai. Họ biết họ theo tàu là sai. Thì lúc đó là cả cái thế giới này đã hòa bình, có một tiếng nói. Nên chuyện canh khuya gà gái máu đàm đi thì phải chừa cho họ 3-4 năm để họ thay đổi cái quốc gia của họ. Còn chiến tranh đó, bên Tàu giờ đang khổ. Mỗi một lần mà thiên tai địa chấn thì nhập của Bích Đăng lên, nghe không? Là để chi? Để cho mày quằn quại thêm chút, để cho mày không còn sức, để mày đánh lộn nữa, mày ăn nữa. Thì hiện bây giờ là năm ngoái đến bữa nay lũ lụt bên Tàu quá, khổ nạn. Chẳng lẽ chờ tới 5 năm nữa lại làm thiên tai nữa à? Không có. Bây giờ anh tập mình, anh bay qua, anh hù dọa, bữa giờ anh cũng mệt rồi. Ở trong nội bộ ổng bây giờ là quân đội với dân rồi cũng chém giết lẫn nhau. Đó không phải gì, phải coi lại cái tình hình ngoài. Hôm nay mình biết được thiên cơ, biết được cơ trời. Cơ trời biết được thời cơ thì mình phải coi tin tức để mình theo dõi. Cho nên cái đài tin tức Việt này á, nó đi trước cái đài của Trần Nhân Phong 10 năm. Thì mỗi ngày đi theo cái đài nó mà nghe để mà cập nhật. Con thấy có đúng không? Thì nó để nhìn, còn cái đó đọc. Còn cho phụ nhắm mắt, phụ nghe cái gì phụ đọc lại. Nên đài của phụ đi trước 10 năm, không phải 5 năm. Tại vì cái câu của là nói là chiến tranh xảy ra. Nó ra bây giờ đó. Nghĩ ông Trump ông còn sống, ông còn làm tổng thống 10 năm, ông muốn xong trong cái nhiệm kỳ của ông. Không có ông Trump, cái thế giới này không có trật tự lại. Nga và Tàu vẫn lộng hành. Ông không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cái này nó cũng giống như một cái dáng bài poker mà mình coi vậy đó. Chỉ có một cái ách thôi là thắng hết. Đó là ách Trump á. Thiếu cái ách là thua hết. Có phải đi cầu này nhuộm màu đỏ nặng là gắn nặng lên. Mấy con coi mấy cái bài thành bài rồi đó, lọn băng lọn sậu. Tiếp tục theo nó tí, chỉ có cái ách trong thôi là thắng hả. Bên kia đó là nó hình như thùng phá sẵn rồi hết rồi đó, mình là chỉ có thể gã là mình hơn nó là chồng chín lạng nửa cân mà. Nhưng mà mình chốt học tiếp đi, lụa mệt thôi chứ bộ có nhiều ý nói nó cũng hết hơi á. Nãy giờ liên tục bao lâu rồi, khoảng một tiếng rồi hồi đó tiếng hồ không có break time. Kính thưa sư phụ và các chị anh chị em, những gì sư phụ nói hồi sáng tới bây giờ thì cái điều tôi cảm thấy là ân ý nhất là cái vấn đề cái chuyển biến theo ý sư phụ sẽ đạt như ý muốn. Tại vì ngài có ba cái thế lực. Tức là có lần nghe sư phụ cho biết là Việt Nam mình có thể đi, cái vận mạng có thể đi trước Tập Cận Bình. Chúng con muốn biết là cái thời gian nào sư phụ có thể cho chúng con biết được không? Nói là cha còn nắm 20%,
tất cả các đệ tử tin sư phụ, tin tam chục, cả sư phụ cũng vậy, cả đức thầy cũng vậy. Mà tiên cơ mà 80 là đã quá dữ lắm rồi. Còn 20 phải cho trai hội đồng chư Phật quyết định, Liên Hiệp Quốc với ông Trump mới biết mấy chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng mà thường á, là bây giờ là 90 hơn rồi. Còn cái cây bài cuối cùng chớ nóng nảy sân si hư biệt, hãy để thời vô kiệt hờ đi, thì cái đó cũng có phần 20. Thôi chỉ biết được là hiện giờ cũng có lệnh là phải học những cái thứ gì, để gặp những người nào và học những cái chiến lược gì, để mà khi 1, 2, 3 chuyện xảy ra thì sư phụ biết cách đối phó liền. Cũng giống như mình học võ trước vậy đó, não quýt mình cái mình đỡ liền đó. Thì bây giờ sư phụ đang lo cái điều đó, ngoài cái chuyện mà lên clip mỗi ngày này. Ngoài giờ rảnh nữa, giải trí nữa, đại ca nó không có mệt bằng nãy nói chuyện trộn. Có nhiều bữa ngồi ca ngăn nó quay mỗi tay 30 tiếng ca 40 bài không sao, mà ngồi nói chuyện có nửa tiếng là thấy mệt, tao phải suy nghĩ mới nói chuyện. Còn ca nhìn chữ rồi đọc rồi thở rồi nữa, những nào dễ hơn ta. Nhưng mà mình là ca lẻ không phải ca sĩ, nghe qua thử dàn âm thanh. Nói chung là độ chúng sanh phương tiện đủ hình thức. Mấy cái hàng mà nhỏ nhỏ tuổi như mấy bọn nhậu ở Việt Nam vùng quê á, nó không thích nghe mấy cái này. Nhưng mà ngồi bấm nó nghe để nó tìm cái lỗi của mình á, mà khi nó tìm nó tự động nó được độ. Nó nghe được cái điểm thanh vô lỗ tai đó, nó hiện lại nhiều lắm thôi. Ca dở. Thôi với mới học ca gần đây thôi. Mình muốn xin sư phụ cho biết là cái đời sống thực tế của người mình ở nước Mỹ này, nếu mà chiến tranh nó thực sự xảy ra thì nó ảnh hưởng thế nào, nặng hay nhẹ đối với những người mình ở đây? Tự lãnh tiền vàng phải không? Tiền vàng ta lãnh nhưng nó thiệt đi không, mới hỏi thì mình lại hỏi lại phải không? Giờ mình đón Hà Đại nghe cho 2000 tháng đi nghe. Không tới hả? Trời ơi, gì bên anh kẹo vậy ta? Ông đóng tới hụt, ông xói chán luôn vậy. Năm đóng biết nhiều triệu triệu. Ông phát là tiền vàng chưa tới 2000 hả? Vậy hả? Trời ơi, có nhiều tiền ông lấy đi ông làm gì ta? Thời tiền vàng không có thay đổi. Thay đổi là nước Mỹ nó loạn làm sao? Ở Mỹ nó có máy in tiền, tính số nợ thôi à, nó đâu có thiếu tiền đâu. Thì nên phần đó mình không phải lo. Còn cái phần lo là sư phụ nè, hãng sư phụ nè, không có sản xuất gì được. Sư hiện giờ cũng còn mấy trăm đệ tử, mỗi tháng cũng phát mấy triệu tiền lương đó. Thì cái đó là chuyện của sư phụ lo. Thì những cái công ty nó mới lo thôi. Từ lúc mà cấm vận di mạch để cho Trung Cộng nó định nó sản xuất chip để mà đưa qua Nga, để mà Nga chế vũ khí á, tại Nga nó phải mua chip của Trung Cộng, nhưng mà Trung Cộng lại mua những cái kỹ thuật của Mỹ, cho nên nó đi vòng vòng vậy. Rồi thêm mấy cái drone đồ của Iran đồ làm á, tất cả thế giới này vận hành nó qua trung gian Trung Cộng hay là Đài Loan hay là Nam Hàn, nhưng mà cái nguồn gốc về hai thác á, về kỹ nghệ chip là cũng vẫn là ở Mỹ. Thì bị cấm vận thì từ đó bữa giờ á, tôi cũng hình mệt nhưng mà ok, tại vì không còn tham tiền nữa, có nhiều mình xài nhiều, có ít mình xài ít, có nhiều nữa thì tôi mua luôn cái xăng góp của nó luôn. À chỗ hâm nó rồi, mày đó ngày mày cứ ghét tao mới móc để lo tao đọc Kinh Lăng Nghiêm mà mày cầm lem á, tao mua cái xăng góp mà không có nào đánh góp nữa, lúc đó học là cầm lem luôn.
chứ giờ mình đọc kinh lớn hỏi nó cũng la mình á, trời ơi tụi mày làm ồn quá tao không có tập trung đánh gong được. Bây giờ nằm trong mấy cơ rồi nó muốn hết dậy núi rồi. Cái này hôm qua con mới nói lúc mà con lên núi á, con mới nói là ước gì sư phụ có thể mua luôn sinh gon. Thì con nói vậy thì cái tầm nhìn thì đúng, nhưng mà thật sự là không nên. Thì mỗi tháng á nó tốn gần 100.000, hơn 100.000 để mà bảo trì cái màu xanh cho mình ngó. Và đồng thời nó phải phát lương chừng 20 thằng với mấy cái xe của nó đi cắt cỏ. Vậy nó đẹp hay là mình trên núi mình nhìn xuống đẹp nè. Cho nên thôi kệ mày, tao có cái good view, free view. Đúng không? Chứ nó không phải là dễ tìm màu xanh đâu không. Không có nói chừng 3 ngày nó thành màu vàng. Nên cũng là good view cho nó bảo trì. Theo con thấy là hãng sư phụ với lại nước Đài Loan, hai người là một cái sinh mạch với nhau. Nhưng mà ông kia bà đây. Bà thái văn ngầu lắm sư phụ ơi. Thách đố thần tàu để đánh rồi đó. Mày cứ giỏi đánh đi, đừng có hâm dọ hoài giống con nít. Bà thái văn ngầu á. Thì bà biết được, bà biết được là vũ khí của bà là đồ thiệt à, còn vũ khí của tập trung mình là đồ vàng mã. Cho nên hồi xưa có nguyên cái phái đoàn Trung Cộng nó qua nó phỏng vấn sư phụ trên núi năm 2016 đông lắm, nó quay phim nữa. Tại nó biết, tại bà tụi nó có thần thông, nó biết sư phụ là ai mà nó qua Thượng Hải qua. Cái nó hỏi đủ chuyện hết, sư phụ nói chuyện nó cũng 2-3 tiếng. Cái cuối cùng nó hỏi sư phụ, vậy chứ sau này Trung Quốc có lấy được Đài Loan không? Nó hỏi sư phụ câu đó. Cái sư phụ mới nói, tụi mày phải hỏi lại Đài Loan có đánh Trung Quốc không? Chào cái lúc đó, cả cái bà Tàu mà bữa giờ bà đang đứng cửa đó, bà là người dẫn cái phái đoàn đó qua, tại bà gốc ở bên Thượng Hải mà. Bà nói, sư phụ nói là trúng đó mày, hay không phải là normal people đâu. Thì hôm nay con nói câu đó là gì, sư phụ trúng nữa rồi. Đài Loan nó có đánh Trung Quốc hay không thôi, chứ Trung Quốc đâu có dám đánh. Thì con nghĩ tới cái hãng của sư phụ với lại cái nước của Đài Loan đó. Hai cái di mạch nó giống nhau mà thấy bà Đài Loan đó, bà lên bà làm mạnh quá, cho nên rồi hãng sư phụ sắp lên rồi. Từ cái thế nào cũng đừng nói chuyện hãng vô phần, nói chuyện khác đi, chúng ta là tâm linh mà. Nói gì mạch mà cái sư quên chuyện tâm linh hết. Đại hội đăng mạch không có nói được chứ. Nãy giờ nói về kinh điển với nói về cha chứ nói về mấy tình trời đồ còn nhiều lắm. Tự hôm qua giờ ca nhiều quá thôi. Nhưng mà không biết làm sao ai, nhưng mà con á, con đang ngồi đọc kinh thì tôi thấy sư phụ rõ ràng, nhưng mà cách đây 5 ngày rồi tôi mới phải đi học một ông cha hỏi cho bằng ra. Con nói là gì đâu? Mặt gì đâu? Nhật. À mặt Nhật là cái gì thì con thấy sư phụ rõ ràng nha, nhưng mà không phải mặc cái áo này đâu, mặc cái áo kia, mặc cái áo trong phim kìa, không phải mặc cái áo đó đâu. Ta nói ủa, không biết thứ này hôm nay sao xuất hiện trước mặt mình vậy ta, nhưng mà lại thấy cái mặt Nhật trước người ổng ta kỳ quá, không biết cái mặt Nhật đã gì rồi. Ngồi suy nghĩ hồi chứ thì ra cái đó là của Công giáo, là dân mình thánh. Ngày chầu thánh thể là dâng cái mặt Nhật lên để lấy hầu quang của thiên đình. Bây giờ con mới biết á, thì là vua đó là chúa tái sanh. Mới đây đang chúc cho thả lại hồn đó chứ. Đỡ xong chưa? Không à, mặt thả không có lại. Chuyện này có người này người kia nói thôi. Cái đại tử thằng nghe con có gì phát biểu lên đây ngồi nhỉ, ngồi đây đi. Chào sư phụ, chào tất cả mọi người. Quay cái máy lại đi. Chào tất cả các quý anh chị
đồng đạo Huân Đề Tị Muội và cả mọi người trên toàn thế giới đang lắng nghe cái clip này, thì con xin chia sẻ một số câu chuyện cuộc đời mình. Đây là quan điểm chủ quan, thì con xin mọi người lắng nghe và cảm nhận nó một cách khách quan nhất. Mọi người có biết làm sao để mình biết được mình đặt niềm tin vào một người bao nhiêu? Mọi người đến đây, mọi người đều nghĩ mình đang tin vào một điều gì? Và làm sao mình biết được cái tầng độ mình tin người đó như thế nào để mình đến đây? Có câu nói rằng người ta không làm nhiều điều gì người ta biết, người ta chỉ làm điều mà người ta tin. Và con đây cũng là một cái ví dụ không ngoài, nằm ngoài cái điều đó. Con biết được sư phụ trước COVID là nhờ bà cô của con chia sẻ cho con video của sư phụ. Nhưng mà làm sao con tin được? Con là người miền Trung, con là người còn trẻ, con đâu rảnh đâu mà coi mấy cái clip đó, đúng không? Vâng, thì lúc đó con còn chưa tin, thì bận đi 2 năm, thì đó là điều con rất hối hận. Con mong một người nào đó khi nghe được cái clip của sư phụ, hãy bỏ ra một chút thời gian tìm cái sự tò mò của mình để tự vật con cuộc đời của mình. Sau bạn đi 2 năm thì lúc con qua Mỹ á, thì năm 2014, sự trùng hợp đó là ngày 16 tháng 3 thì sư phụ cũng ra đào năm đó. Khi mà ngẫm nghĩ lại thì con thấy thật sự mình thật là may mắn khi con qua Mỹ cũng như là cái thời điểm sư phụ ra đào vậy. Khi con qua rồi á, thì bạn đi 2 năm sau thì con vẫn còn ham chơi, con còn trẻ mà. Thì đến năm ngoái á, thì khi con quen người bạn thì con tìm đến tâm linh, tại vì người đó nói có một số người nói là con nên đi cầu thêm phước đức bằng cách làm từ thiện. Thì khi đó thì con mới gửi tiền về làm từ thiện ở dưới quê mình á. Thì khi con ngẫm nghĩ là ủa tại sao có nhiều người nghèo vậy nhỉ? Ở sao nhiều người nghèo ở trong quê mình quá? Thì cái lòng từ bi ở trong con nổi dậy. Rồi sau đó thì con nghĩ là có lẽ là khi mà cha mẹ nhận được cái niềm từ bi đó thì cha mẹ mới đem clip của sư phụ quay lại với con. Thì tình cờ nữa thì bà cô của con cũng đem clip của sư phụ gửi lại cho con một lần nữa. Thì con mới mình bắt đầu từ đó con mới coi cho tới đến bây giờ. Mọi người có biết cái lúc cảm nhận đầu tiên của con khi mà coi sư phụ không? Thì thật sự là rất chi là buồn cười. Đó là thì con cũng có là một chút là phân biệt chủng tộc, là kiểu như là tại miền Trung mà. Thì con mới nói đây, ôi kia ông này cũng miền Nam, ông cũng giàu nha, ông lên đây làm cái gì, làm cái chí đó. Thì ông làm cái gì? Thì con chỉ điều đặc biệt của con nhận ra là người nhìn được phúc hậu thôi. Thì rất là từ tốn nói chuyện, nhưng mà giàu thì lên đây câu view mà. Thì thôi thì con không coi nữa. Con chỉ nhớ cái khoảnh khắc là sư phụ ngồi trên chiếc RV mặc áo màu vàng, đó là ấn tượng đầu tiên của con. Rồi sau đó bạn cũng đi 2 năm thì con coi clip mở của sư phụ của bà cô của con chia sẻ á, thì con nói ủa ông còn đây à. Thì con tiếp tục coi, là vì cái sự chân chất của sư phụ vẫn còn ở đó, nó lôi kéo con. Tại vì một người vẫn giữ cái chân chất đó cho tới bây giờ, thì con tiếp tục con coi. Còn cái người nào mà sau 2 năm người ta bằng đi hay là người ta biến chất thì đâu còn nữa. Nhưng mà tại vì cái người đó lúc trước con từng
con từng thấy là sự chân chất, sự mộc mạc trong cái cách nói. 2 năm sau vẫn còn như vậy thì con tin, con tiếp tục coi. Từ khi quan niệm bây giờ, con chưa bao giờ đi du lịch hay là đi đâu hết. Vậy mà từ ngày con coi clip của sư phụ thì con quyết định làm một real vacation. Là thời điểm bây giờ, 1 năm trước, con xin chia sẻ bây giờ đây là một những cảm nhận của con 1 năm qua, để cho mọi người thấy được sự thay đổi của con sau 1 năm. Con chưa bao giờ đi du lịch, nhưng 1 năm trước con quyết định qua Thiên Long Sơn. Cũng có thể gọi là may mắn là ngày hôm đó bầu trời, là ngày thời tiết hôm đó tự nhiên lại rất chi là nóng, 110 độ, là tất cả mọi người đều về hết rồi á. Khi con lên thì sư phụ đã về rồi. Khi nhìn lại thì con thấy đó là một sự may mắn. Tại vì nếu cái sự tò mò của con khi con qua Thiên Long Sơn mà sư phụ còn ở đó, thì con có thể là chỉ nhìn thấy sư phụ và không bao giờ có được cái cảm nhận của mình. Đến khi con về 2 hôm sau, khi con lên Thiên Long Sơn ngoài á, thì hôm đó tự nhiên con với người bạn của con cãi nhau, thì người bạn của con mới bỏ rơi con ở dưới chân núi, thì con mới đi bộ lên trên cầu thang Dạ Nghiệp. Khi lên đến điện Phật á, thì bỗng nhiên con thấy Phật ở đó, nước mắt con tuôn chảy. Con mà nói chỉ có người đời mới bỏ ta thôi, còn Phật ở đó, cha mẹ ở đó, chỉ có người đó vẫn mãi ở đó đời chúng ta thôi. Thì con lên điện Phật, con lên điện Mẫu, con điều khóc, thì con mà cảm nhận được người đó luôn ở đó để chờ ta, chỉ có mình mới đi tìm, hay là do sự khổ đau mình mới tìm đến thôi. Sau khi con về nhà thì con có những trải nghiệm. Lúc con ngồi thiền thì cái sự trải nghiệm này, lúc trước con có, lúc mà con gặp sư phụ ngay 1 tháng sau của năm ngoái á, ngày mùng 2 tháng 10 á, thì con có chia sẻ, nhưng có lẽ lúc đó cái dòng của con chưa được hoàn chỉnh, thì con vẫn còn xúc động, thì con chia sẻ cái lúc mà con ngồi thiền thì rất là vi diệu. Con thấy Phật, thấy mình nọ cũng nhiều thứ. Con có thể đây là một sự gọi là đánh thức, hay là một sự bề trên cho con biết được là sự mong nhìn của sự gọi là tâm linh. Thì từ khi đó con bắt đầu mới tiếp tục con nghiên cứu nhiều hơn nữa. Thì sư phụ nói về đạo Hòa Hảo rồi Đức Thầy, thì con là người trẻ, con có cái nhận định của mình, thì lúc đó con mới đi tìm hiểu về Đức Thầy, về các những thông tin mà sư phụ nói, con đều lên mạng con tìm kiếm. Thì từ khi đó con mới nhận ra, wow, con là người miền Trung, tại sao con không biết về chuyện này, tại sao không ai nói cho con biết. Con hy vọng những ai ở người miền Trung, đây là tâm tư của con hy vọng ai đó nghe được điều này có thể lên mạng tìm hiểu, sẽ cứu rất được nhiều người. Cái sự thay đổi của con mọi người có thể chứng kiến được, được không ạ? Từ 1 năm qua, con từng là một người rất là tự ti, bây giờ trở thành một người như thế này, điều nào mọi người nghĩ, động lực nào khiến con có thể mục lộ mình để nói cho mọi người biết cái sự thay đổi này. Nếu như mà biết cây xanh thì lá cũng xanh, nếu sư phụ mình không phải là người sư phụ tuyệt vời, có thể con nói là như vậy, thì làm sao thay đổi được một người đệ tử của mình được. Mọi người từ khi biết được sư phụ, mọi người đã thay đổi đúng không ạ? Từ một người có thể ham chơi như con, hay là có thể là còn phân biệt vùng miền, thì bây giờ con sẽ thử yêu thích,
con muốn tự thay đổi mình, tại vì chỉ có mình thay đổi, mình thay đổi, mình nói cho người khác được thì người khác mới thay đổi. Bỏ qua cái sự mọi người nghĩ là đây là thái tử hay là một con trời hay là tất cả mọi thứ, bỏ qua những điều đó đi, hãy nhìn nhận những sự thật, cái sự hiển nhiên trước mắt thôi. Thứ nhất, người Việt mình hay có sự tôn vinh những người màu, đúng không? Khi người ta lên biểu diễn hay là được vinh danh thì là các truyền báo sẽ tôn vinh người phụ nữ đó, sắc đẹp đó, hay là những bạn giỏi, người ta đi thi Olympic hay gì đó, tất cả báo chí sẽ tôn vinh, đúng không? Vậy tại sao một người Việt từ bàn tay trắng lập nên cơ nghiệp ở đất Mỹ, tại sao chúng ta không tôn vinh? Tại sao ở người Việt mình lại không ai biết được là có một người Việt đi qua lập nghiệp ở bên này, có một cơ nghiệp mà thầm làm giúp đỡ chúng ta mà không ai biết? Mà những người màu đấy, người ta nổi danh rồi, người ta muốn làm từ thiện, người ta muốn người ta biết đến cô gái đó nữa, tại sao người này lại không muốn? Mà những người ngoài kia còn muốn biết được người nào đang giúp mình không? Đúng, có không không? Vậy tại sao chúng ta không tôn vinh một người Việt của mình? Điều thứ hai, nói về sự giảm nhị. Có con nói đùa rằng ngài đây khoai ăn sáng, nghĩa là sao? Là sáng ăn khoai, nghĩa là gì? Mỗi ngày người có cầm củ khoai thôi, một cốc cà phê thôi, mà lo nghĩ cho tương lai, cho đại cuộc, nhìn rất là thương. Đây là cảm nhận của con, tại vì không trải nghiệm được khi ở bên cạnh người. Những người nội, điều thứ ba, những người ngoài kia khi người ta nổi tiếng, người ta đều muốn có một cái bề ngoài, một cái sự hào nhoáng, đúng không? Ngay cả ông Elon Musk, ông ta cũng có một chục hỏi, đúng không? Ông ta cũng cậy tóc rồi, tại vì muốn có một cái sự, một cái vẻ ngoài của người nổi tiếng. Thế sao người này có đủ tiền, đúng không? Đó, có đủ tiền để nhuộm tóc hay là đi cái collagen cho đẹp hơn. Tại sao người này không làm như vậy? Tại sao làm gì cũng phải nghĩ cho tương lai, cho đại cuộc? Chữ nó bay rồi, để con nghĩ lại chứ. Vì sao con lại nói những điều này cho mọi người nghe? Con xin kể một câu chuyện mùa ngôn tức. Maybe có thể một số người đài nghe câu này, nghe câu chuyện này. Có ông nọ, ông tìm được ra một cái giống gen ngô tốt. Khi ông ta gieo trồng ở trong cái khu đất của mình đó, thì năm sau ông có được một sản phẩm tốt, loài ngô tốt. Thì ông lại đem cái giống ngô tốt đó phân phát cho tất cả làng của ông. Khi được phỏng vấn, ông ta nói rằng tại vì khi mà đến mùa thu phấn á, thì nếu những con ong hay là con bướm đó tới thu phấn ở của chỗ khu đất của ông, thì sẽ gieo trồng được những điều tốt cho những người khác nữa. Hoặc là những lúc mà con ong lấy cái thủ phần ở làng kia tới đời ông, thì khi đó nếu ông gieo trồng cái sự
cái giống mô tộc đó cho tất cả mọi người, thì tới cái mùa thủ phấn thì chính ông cũng được thủ phấn. Đó là điều vì sao con lại nói những điều này cho tất cả mọi người, tại vì con muốn tất cả ai cũng đều tốt, mang đến sự tốt đẹp cho tất cả mọi người. Thì con trải nghiệm được qua một năm qua, con thay đổi, con trở thành một người tốt. Nếu con đem điều tốt này gieo cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, thì có phải con sống trong một cuộc sống tốt đẹp đúng không? Phải hy vọng những ai ngoài kia nhìn vào sự thay đổi của con, nhìn vào cái bản chất của một con người, hy vọng ai đó có thể gieo cái niềm tin, cái sự hy vọng này cho ai đó ngoài kia. Mỗi người chúng ta cũng chính là một người nông dân gieo trồng. Đôi khi mọi người có thể nhìn thấy người này hay gào hay nói lớn, nhưng mà có câu chuyện của một ông quan hiền. Mọi người có nghe câu chuyện ông quan hiền và người đầy tớ kể về câu chuyện đám lửa đúng không ạ? Là tại sao? Tại sao người kinh ông quan hiền mới nói là khi nào mày vào thì mày nói nhỏ nhẹ hay là nói từ 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 tốn, thì tới khi mà cái đám lửa nó bị vây trên cái vải áo của ông quan hiền á, thì ông người đầy tớ vẫn còn nói từ tốn cho tới khi cái đám lửa đó làm cháy cái áo của ông. Đó là lý do vì sao người này phải gào lên, tại vì người ta muốn cứu cuộc sống của các bạn, cuộc sống của mọi người, nên người này mới gào lên thôi. Nên sorry. Vậy thôi con, để khi nào chị nó về lại thì con có cơ hội chia sẻ tất cả với mọi người. Lần sau con cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. À, tới này còn mãi, còn nãy giờ nói thuộc cảm động quá. Trong tương lai nếu mà tất cả những đệ tử ai cũng nghiên cứu và hiểu, và hiểu rõ về sư phụ, hiểu rõ về mục đích chung của chúng ta, thì đó là cái phước của nhân loại, phước của sư phụ trước, của cha mẹ, của chư Phật, của nhân loại, dĩ nhiên là bản thân gia đình mình rồi. Thì cho nên mỗi người ngày đầu tiên con nhớ kỹ, khi sư phụ nhìn bàn tay con, sư phụ biết liền đứa này là đệ tử của tôi, hộ pháp nhớ. Nhớ building ngoài đó. Chúng ta đã từng có duyên nhau rồi ta, không phải chỉ cái đời này, ở đời trên kia cái gì nói. Khi sư phụ xuống đây, nãy mình có nói đầu cái clip, sư phụ xuống đây là khoảng 50.000 người, trong đó có một nhóm nó có họ Thiên, và một nhóm những người gọi là linh căn có điển tùm lum á, ở đầy nước Việt á. Trong đó ngày qua thuộc có nói á, phê gọc lửa rồi những gì này gì kia, những người mà gọi là không phải người thường thì có con trong đó, ở những đứa xung quanh của sư phụ. Trước khi mà hồi xưa Phật Thích Ca cũng vậy, làm cái đạo giống như ông Uberly hay là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, tất cả những gì đó cũng đều là ở trên trời. Khi mà Phật Thích Ca nhảy dầu xuống, những gì đó cũng nhảy theo để mà cùng đóng một cái màn này. Chúa cũng vậy, hôm nay sư phụ cũng giống nhau thôi, một mình sư phụ đâu có làm được, một cây làm chẳng nên non, thầy trò chúng ta cộng lại mới nên lên hòn núi cao. Thế nên gán đấy kìa, chuyện mình chưa xong, chúng ta mới có nửa cuồng phim. Cho nên con sẽ cố gắng thêm, thì tương lai sẽ mình sẽ thấy được. Khi mình ở cái tuổi mà về già, nhìn lại hôm nay con ba mấy 40, mà con nhìn lại khoảng 30 năm con đi theo sư phụ làm bao nhiêu chuyện tốt cho xã hội, cho người Mỹ, cho người Việt, thì lúc đó đó là một cái nguồn vui, một cái vốn liếng rất là quý báu trong đời.
những người cả cuộc đời họ lăn lộn, họ lo tìm tiền, kiếm này kiếm kia, kiếm nguồn vui này kiếm chỗ nọ, nhưng mà đến khi về già rồi họ không còn sức để, dầu cho họ có quay tâm muốn giúp cho xã hội cũng giúp không được. Thì lúc đó thì giữa hai người nằm giữa hai cái giường bệnh trong cùng nhà thương mà tâm sự lẫn nhau. Một người có rất là nhiều tiền, chưa từng làm gì tốt cho xã hội. Một người chỉ vừa đủ như các con, vậy mà làm rất là nhiều việc cho thiên tâm, độ được rất là nhiều người. Con nghĩ cái cây kim đâm vô người nào đau hơn vậy? Người nào sẽ sợ chết? Thì con hiểu rồi nè. Cho nên những gì chúng ta làm, các con làm, không bao giờ Thượng Đế, Chư Phật và luật nhân quả sẽ công đức, sẽ không bao giờ là không có thưởng đâu. Sẽ cho 1000 lần những gì con làm. Hôm nay con độ được một người thì về trời á là công đức rất là cao. Gán lên những đứa nhỏ, những đứa tuổi trẻ, gán đọc kinh, gán tìm hiểu, gán nghĩ cách này cách kia. Tất cả những đứa con họ thiên á, trên thế giới mấy chục triệu người, ở nước Mỹ mấy nghìn người thế giới, đều có bổn phận phải mở ra một cái kênh trên mạng xã hội, hình thức này hình thức nọ, để giúp cha giúp mẹ, giúp Phật, giúp sư phụ, giúp đức thầy, để mà dìu dắt những người còn lặn hụp, họ không có tìm được cái lối thoát, không có biết đường để đi. Chúng ta biết chúng ta có bổn phận phải làm. Kiến nghĩa gì ở cái bài gì? Kiến nghĩa bất di vô dũng giả, gia nguy bất sức mạc anh hùng. Có nghĩa là mình thấy cái chuyện sai, mình phải là, đó là bổn phận những người tâm thiện. Trừ khi chúng ta không có tâm thiện, chúng ta biết chuyện tốt, chúng ta biết đường về trời thì chỉ dành riêng chúng ta. Chúng ta không có lên mạng xã hội chỉ cho người khác, là chúng ta vẫn còn cái tâm ích kỷ. Thế nên tại sao sư phụ chỉ có cái kênh thì nó kêu official, không có marketing, không có ai, chỉ có mấy đứa con đứa nào hiểu thì độ được cái này làm kia. Rất là bình dị, rất là đơn giản và rất là tự nhiên. Sư phụ cũng không bao giờ một đứa đệ tử tự nhiên biến là gì, không có liên lạc, sư phụ cũng chẳng nói gì hết, rồi mình đâu có biết là về có bị tà dụ hay không, cũng rất là tế nhị để cho tự đi. Sư chỉ có mở rộng vòng tay dầu cho mấy con có làm sai kiểu nào cũng vẫn mở vòng tay cửa Long Thiên Long Sơn vẫn đón các con. Còn các con muốn bỏ đi bất cứ lúc nào, cứ đi đi con, ra đời đi. Rồi sau này mới biết đâu là đá, đâu là vàng, thì cửa Thiên Long Sơn vẫn mở. Cũng không bao giờ gọi đứa nào về đâu. Tánh cái phụ là vậy. Cái những đứa đệ tử mất tích 3-4 năm đâu lâu xuất hiện lại quán hồn. Ủa bữa giờ có đâu, chắc con bị chồng bấm nhóc đó nha. Con có bi ý chí, thiếu dũng. Phụ đâu có kêu nó đọc kinh hay là làm gì, cũng không có giống những gì thầy khác. Rồi cứ lo sợ mất đệ tử mình, mất Phật tử này nọ. Không phải là phụ không cần con, phụ rất là cần mấy đứa để mà độ. Tại vì cái sứ mệnh của sư phụ rất là lớn, sư phụ có rất là nhiều chuyện cao hơn nữa, lớn hơn nữa. Chứ sư phụ không có rảnh mà đến nỗi mà lên Facebook mà đánh mấy chữ hôm nay chúng ta đi ra viện nghi tha, chút sư phụ đâu có làm được mấy cái đó. Sư phụ không có thể mà nói cái gì đó. Thà để mấy con đó, sư phụ không có thể tự post mấy cái clip mà ngồi ca chơi mấy con thích post lên phụ ca dở mà đâu có ca hay gì đâu. Thì đứa nào muốn làm gì làm, sư phụ rất là thoải mái. Thì miễn sao người ta đừng có cười mình là thuộc ok. Ví dụ thậm chí Veronica làm hình cartoon cũng ok, tại nó độ dạng cartoon. Mấy đứa mít Mỹ lớn lên, ai thích làm cái gì cứ làm, miễn sao mình nghĩ tốt là mình cứ làm. Đừng có kệ nệ người đây người kia, tại vì mỗi cặp mắt của mỗi người, mỗi cái nhìn nó khác nhau. Mỗi người nhìn cái bức tranh giá trị ngàn vàng, người nhìn bức tranh nhìn thấy khác ghét. Thì mỗi người có mỗi ý. Thì cái ý nào, miễn mà khi mình khởi ý đó là ý tốt là được rồi, cái tâm thiện là được rồi.
thầy chờ chúng ta không có một chỗ nhất định, là vì năm bảy năm nay cái thằng Theo Lì nó rất là làm khó mình ở Thiên Long Sơn, mình chỉ lén lút trên đó, nhưng cái Thiên Long Thổ mình có quyền tập trung ở đó. Hôm nay chúng ta ngồi đây là vì chúng ta có ở phía chùa hồi mấy tuần trước á, thì mẹ cũng có cho về đó, ông hộ pháp ở chùa ông có nói chuyện với phụ, ông nói ok ngày ở sau thì được. Hồi xưa sư phụ chỉ ngại là vì vong linh ở đó cả triệu con, nó sư phụ chỉ sợ nó vô làm cho mấy con lần sần nhức đầu, phụ mới không thích về. Chứ phía sau đó mình không có đụng, trong chùa nước giếng nước sông không có đụng nhau. Rồi tới ngày ông hộ pháp mà cái ông mà cầm kiếm với ông le lưỡi á, ông nói là ngài cứ ở phía sau đi. Sư phụ mới giao với ổng là ngoài cái bức tường mà cái cubicle mà dựng lên tường á, thì mấy vong linh chỉ đứng phía sau đó để mà nghe sư phụ nói chuyện thôi. Tại vì mỗi lần sư phụ nói chuyện á, họ bu về rất là đông á, họ biết. Thì họ có vô trong mấy cái ghế chỗ mấy con ngồi thì mình ok. Còn riêng phần bề trên nói ở trên trời á, là giống nhau hết, thiên hay là đạo Phật hay là gì á, đều là giống hết, của mẹ hết, của cha hết. Bữa mẹ nói vậy, mấy vị cao nói vậy, thì mình cũng có cái chỗ đàng hoàng, chứ không phải là chạy chỗ này chỗ kia. Rồi mấy tuần trước thì cái đó chưa có dọn dẹp, thì mình đi xuống biển OV đồ. Hôm nay mình tới đây, sau 5-7 tháng chỗ này nó âm thanh rồi nó hư hết, phụ mới sửa lại mà cũng chưa hoàn chỉnh. Con thấy lỗ hang tùm lum còn phải thêm sửa nữa, dây nhợ còn lòng thòng. Nhưng mà cái dàn âm thanh hôm nay là xỉn rồi đó, câu lại đàng hoàng. Tại sao mình có chỗ này? Là vì trong tương lai không phải chỉ có họ thiên chúng ta, không phải chỉ có những người ăn chay ngồi thiền đọc kinh mà tiếp sư phụ. Phần nữa còn lại từ đây tới khoảng đời dài đó, phụ tiếp những nhà chính trị gia, những người đời, thì phụ đâu có chỗ đâu mời xuống hãng thì nó có cái privacy của hãng. Về nhà cho phụ ở thì không ai biết phụ ở đâu. Thì chỗ này nó cũng giống như một cái phòng khách remote. Lúc đầu là vậy, có thể bếp đê con sư phụ, bếp đê của con, bếp đê của bất cứ đệ tử nào, mượn cái chỗ này có âm thanh, có cái sân khấu để cái bánh bếp đê tới bàn ở giữa là mình vui rồi. Chỗ này cũng là public, chỗ nào mà mình tụ tập được ồn ào mà không cầm lên là chỉ chỗ này thôi, giữa chợ đời mà. Rồi đậu xe cũng được, rồi tiện lợi ra hẹn hò thoải mái, ai muốn biết địa chỉ này cứ tới. Còn cái chìa khóa đây đệ tử nào mà không có thì thôi mua cũng là xài chung. Thiên Long Sơn cho muốn mua cũng xài chung. Thì phụ không có cái gì là của riêng cái phụ. Thiên Long Thổ thì phụ bỏ ra với cái thời đại 1 triệu hôm nay là bằng 10 triệu của hồi năm ngoái. Phụ cũng bỏ một số tiền rất là lớn bằng tiền mặt á, trả đứt cái Thiên Long Thổ. Tại những cái đồ gì mà mua không có qua nhà băng nữa con. Thiên Long Cung cũng trả đứt, cũng để cho đệ tử xài chung. Thiên Long Giang rồi thêm tùm lum nữa. Tất cả mọi cái gì tiền cá nhân của thụ đều là của họ thiên hết, xài chung hết. Chứ thụ đi thụ đâu có mang hết đâu. Thì hôm nào đứa nào mà giỏi về cái lãnh vực gì thì cứ bảo quản phần đó. Cái gì chúc sư phụ để là họ thiên, trong đó sẽ có những đứa gì lo về cái gì. Nhưng mà trong tương lai họ thiên chúng ta nó không phải là mấy chục triệu người như ngày hôm nay, không phải mấy nghìn người ở Mỹ hay hải ngoại, nó cả thế giới đó thôi. Tại vì thụ chưa có nổi tiếng, sau này thụ nổi tiếng rồi con mới thấy những cái gì mà tạo ra đó nó khủng khiếp lắm. Thiên Long Sơn sau này rất là nổi tiếng nữa, và có những cái building rồi mọc lên, Thiên Long Giang rồi cũng vậy. Thì chúng ta cũng là những người đi phá rừng dẹp núi, các con là những người đầu tiên theo cho phụ phá rừng dẹp núi. Trở lại câu chuyện đứa đệ tử hôm nay bữa nay tâm sự, thì con cũng là những người đó. Con cũng là U Bà Ly mà thời xưa chạy vô rừng theo Phật từ ngày đầu. Cũng là giống như ngày Ca Diếp trả lời Pháp vậy đó. Thì các con cũng giống như vậy. Thì cuộc đời của phụ từ đây cho tới 30-40 năm sau nữa, nó còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Mỗi một ngày có một lần ở trên họp với sư phụ, vô họp với mấy gì thường xuyên không biết rồi đó, hàng tuần đó, họp với mấy ông hồng niệm trong núi, họp với mấy chư thiên, họp với
trên, rồi cha mẹ phụ nói chuyện thường với mấy vị sư phụ, đức thầy rồi. Thế mấy ngày mới nói mấy đệ tử của thái tử á, bây giờ nó khôn rồi, tự nó lo được. Thừa là mình, tại sao cái buổi lễ mà 30 tháng 4 mà mình làm chảnh á, mình làm cho thế giới ổn định lại đó, mấy vị có khen mấy con á. Nhưng mà những ngày đầu xưa mấy con chưa có biết gì đúng không? Hôm nay không có sư phụ, mấy con cũng có thể lập được một cái đàn để mà cúng, để biết này nọ. Và những tên của những vị hộ pháp xung quanh, dần trên nó rành rồi. Ông Thích Long, ông Bạch Long, rồi ông Ma Hồ, rồi ông Franco, đủ thứ làm hết đúng không? Những vị xung quanh mình á, mấy ông thần linh á, bây giờ mấy con cũng rành rồi. Chỉ có mà là cái này nhân nói đây chút, sư phụ nói riêng, thì sau này khi sư phụ bận ở nơi nào, Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, Thiên Long Thổ, cũng sẽ có người đến thăm nặng để mà thăm viếng. Bây giờ họ cũng vẫn chưa biết nữa đó. Thì mấy con gán thuận hòa nhau để mà như chỉ dẫn cho người ta, hướng dẫn cho người ta, nhất là trong nội bộ, đừng có giành quyền hay là gây gỗ là sự vui, cũng rất là đơn giản. Còn sư phụ đâu có la hét gì lắm đâu, chứ sợ. Tại vì phần nửa của sư phụ vẫn là người thường á, vẫn còn mang thân tứ đại. Còn phần nửa thì khác hơn con chút, mà không la làm sao mà được. Cái hãng sư phụ con mới từ năm 1993 tới giờ, tụi nó là gọi là gì con biết không? Phụ dụng tỉnh, thường thường phụ vô trong phòng phụ nói mấy thằng đầu trâu mặt ngựa, trâu nó không phải thì nhớ con đâu, một chút xíu thôi là mấy thợ tiện nó dữ lắm, nó đâu có hiểu gì đâu. Ngoài đó cũng phe cũng đảng, hai anh em á và ngồi làm chung nhau rồi hai anh em cũng gây lộn. Một thằng vô nói chuyện mà mình không biết, mình hồ đồ, mình bên kia thôi lặn hồi cái hẻm mình đó, nó thưa liền á, nó không có công bằng nữa, nó dễ thưa lắm, làm chủ là cái mặt ở ngoài đường cho người ta chọi chiếc gà mà tử con làm đi, con không hét sao được, rửa tới tay luôn không hét, mình cháy thì cháy ai, cháy nhà mình chứ đâu ai cháy nhà đó. Ok, nãy giờ nói chuyện rồi, mấy con ăn cơm đó hả? À quên, nãy giờ cái bác nói xin lỗi nha, nãy trên núi là con bệnh. Giờ bác có gì nói chuyện không, lưu microphone cho các bác nói kìa. Cái bác ở trại tù Nam Hà gì là nãy đó hả? Dạ. Trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, nước Bắc Việt Nam. Để con đọc cái bài này, rồi cái bài này viết ra ở tù là trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, nước Bắc Việt Nam năm 1979. Khi đó Đức Thầy cho cái bài này nè, cái này của Đức Thầy nha, thử các này của Đức Thầy năm 1979 là nghe nè. Con nghe chăng tiếng gà gáy sáng, đợi đến kỳ đáo hạn ba thu. Ba thu ghi rõ ba thu, ấy là lời quỷ. Đến chu hạn kỳ, cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ. Cuồng phong nổi tức là biển đông á, cuồng biển đông mà nổi lên là cuốn đi sóng đỏ, tức là lúc đó Trung Cộng, Việt Cộng đều là dân nó hoan cái là xong ấy. Là câu này nè, cuồng phong nổi cuốn đi sóng đỏ, bão tố chìm xóa bỏ cộng tan. Bão tố cũng là biển đông không? Chờ xem dẫn nước đang xoay, búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm. Có ai nói búa liềm tự quỷ đâu, chỉ có Đức Thầy Phật đó mới dám nói câu này. Búa liềm tự quỷ tự thai búa liềm, thử ứng nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào ta ngốc làm vua. Bây giờ trọng biệt danh là lú. Ngày xưa người ta nói chừng nào bắt lú làm vua sao? Lú với ngu có khác nhau cái gì không nhỉ? À thì trúng luôn á. Thầy Đức Thầy Phật mà nói là hay lắm. Mà lúc đó Bác Trọng là giáo sư, Bác Trọng chưa làm tổng bí thư mà. Mà giờ ổng như vua vậy, ổng hét một cái là ra lửa thì vua rồi.
chừng nào tên ngốc làm vua, thế gian cạo trọc, thầy chùa có râu. Bây giờ Việt Nam á, mấy dân chơi xăm mình cái cạo tóc. Còn ông thầy Thích Quảng Độ á, để cái râu dài vậy nè. Ông là ông coi hết Phật giáo và Phật giáo Việt Nam mà bên bên chánh đó nghe, chứ không phải bên tà nghe. Đó, là ông có râu. Thời mặt giận biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên. Con thấy bây giờ mấy quỷ nó có nể sư phụ không? Quỷ long hành chẳng nể thần tiên. Chờ khi đá nổi long chìm, đá là tưởng cái thạch, tức là Đài Loan. Đài Loan mạnh lên, long tức là Mao Trạch Đông, là nước Trung Cộng, là bị yếu thế cái lợi là bị chìm. Chờ khi đá nổi long chìm, chim hiền bổ cánh lại tìm về xuôi. Đây đây, cái bác chim hiền mắc kiến nặng đó, là đợt chim hiền đầu tiên mà Thượng Đế đặt ra để mà chịu một cái cực hình là đi tù á. Trong đó có mấy ngàn ông mà ngày xưa đi tìm sư phụ á. Tại mấy cái bài này là mấy chi vị kêu sau này đi tìm thiên tử á. Thì thời đó sau năm 75, những người lỗi lạc của thời Ông Thiệu bị tống ra ngoài Bắc. Đến năm 1979 á, thì Trung Cộng sắp sửa tấn công mình bắt nước Việt. Ở trên trời á, mấy vị mới thấy là chính phủ miền Bắc á, thời đó của Lê Dĩnh không à, Phạm Đồng nhận biết là muốn dùng tương kế tụ kế để bỏ một trái bom vô để cho tất cả trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Ninh, Bắc Việt Nam, những cái người mà thành phần cấp cao á, chết để đổi thừa là Trung Cộng giết. Cái người mình giết người mình bị dân nguyền rủa suốt đời làm sao? Cái ở trên biết được cái mưu mô này, ở trên mới kêu hey, các con làm ra cái dấu hiệu, cái dấu mà mấy đứa đang đeo nè, dấu này. Ở trong đó thì có những người gọi là trong dân biểu, đại tướng này đại tướng nọ, đại tá này đại tá kia, sĩ quan Đà Lạt rồi đó, thì làm cái dấu này đeo bằng mũ hoặc là bằng cây. Cho nên cái dấu hiệu thiên tâm này là của Thượng Đế, đã xuất hiện vào năm 1979 tại trại tù Nam Hà, Bắc Hà Nam Ninh, nước Việt Nam. Thời đó đã xuất hiện thời đó rồi. Sư phụ đã đeo cái dấu này mười mấy năm trước khi cái đạo ra đời rồi. Thì nó có cái đó. Thì chim hiền bổ cánh lại tìm về xuôi. Nghĩa là thời đó mấy vị cho biết được cái nguồn an ủi là tất cả những tù nhân cao cấp mà thời Ông Thiệu á, sẽ có một ngày sẽ được đi hải ngoại, thần tự do sẽ lo tất cả, các hiền đồ có chớ khá ngại nghi đó, đại khái có bài thơ đó. Thì những người tù nhân đó họ mới có nguồn hy vọng là được thả và được đi Mỹ, tại vì họ chỉ đóng một màn kịch chừng 10 năm 20 năm ở tù, nhưng mà sau này á, con chả toàn là chim hiền không, kỹ sư bác sĩ không à. Thì khi sau đó rồi, trong một đời của chim hiền, cũng là chim hiền, mà những chim hiền hôm nay 80 tuổi hết, trong đó có những người có con biết đó, là sẽ cầm cờ vàng cờ đỏ, ai nỡ bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo thánh nước. Tại vì cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó được bờ trên á ấn định là sẽ là lá cờ chánh nghĩa, sau này sẽ trở lại nước Việt Nam trong một đời người của những tù nhân của thời năm 79. Thấy ghê không? Mà hôm nay con thấy gần ứng đúng rồi đó. Một hai ba cái là dân mà ho một cái thì chỉ có lá cờ này á, là có diện trợ ngay lập tức, chứ không phải là sư phụ là người chính trị mà lại bỏ cờ đỏ sao vàng bản đỏ, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Cái đó là mình không phải ghét lá cờ đó, mà là gì, sư phụ là người cõi trên, là người tiên cơ. Mấy vị nói thì sao, sư phụ chỉ lặp lại. Thì sau này 6 triệu chim hiền, chim lớn là bây giờ già tóc bạc hết, và chim con là bây giờ cũng có con rồi đó, và chim nhí bây giờ là cũng là 18-20 tuổi nó tiếng Mỹ. Thì sau này sẽ về hết nước Việt. Đó là cơ trời đi như vậy. Cái nước mà trước khi một quốc gia nào lãnh đạo thế giới về tôn giáo và về mặt tinh thần,
sẽ là cường quốc trong tương lai thì cũng phải trải qua một thời kỳ cực kỳ gọi là khó khăn, bi kịch, hết bi kịch tới thừa Thái Lan. Thì nước Việt mình hôm nay là tận cùng của bi kịch. Dân hôm nay vô nhà thương không có tiền là chết như là khúc củi, đói rách đầy đường. Bến Thành bây giờ là không có một người buôn bán gì hết, chợ búa Sài Gòn là điều hiu. Cho nên là nước Việt Nam đang đi trong cái thời gọi là bi kịch, thử thách của bề trên. Sau khi đó rồi sẽ đến Thái Lan. Thái Lan là thời kỳ vàng son, là 6 triệu trên hiền đem những cái tài năng của mình hải ngoại về, về vốn liếng của hải ngoại về để mà xây dựng lại quốc gia. Nó cũng y như người Do Thái. Sau này một chánh thủ mới, không phải chánh thủ bây giờ nha, chánh thủ mà không có tham á, biết thương dân á, sẽ để một cái account ngay cái nhà băng. Mỗi người nào đi deposit là xin $1. Thì mỗi một ngày á, biết bao nhiêu người ở nước Việt đi vô nhà băng, đi ra đi vô. Ồ cái này đô ngay cho người Việt Nam, tôi cho liền đô. Thì con nghĩ một ngày đó là tiền nó lọt vô nước Việt khủng khiếp. Cộng lại sư phụ lên cha: quê hương là trần thế ngọt, cho con treo hái mồi ngày, là tất cả xin tô phở. Xong. Có phải là 3 năm mình thành cường quốc không? Thay vì đây vô Apply Material làm hay vô Intel làm năm 200.000, Việt Nam cũng là 200. Nhưng mà làm cho quốc gia của mình thì muốn cái nào? Ở bển nó không có bảo hiểm, không có trả tiền nhà, có vợ đẹp, vợ hiền nữa, đây có mấy bà chằn lửa, mấy vợ Mỹ, vợ ngoại quốc, có nhiều thằng nó ở mấy tiểu bang kia thì sướng như tiên. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù được ao nhà nó vẫn hơn không? Cưới vợ Việt, lấy chồng Việt là chắc ăn. Đọc tiếp cho hết bài này, đang mở máy lạnh giùm mình chứ. Chim hiền vỗ cánh là tìm về xuôi, chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ. Cái ở Việt Nam á, bà con mình á sẽ chờ chúng ta xuống cái trường tăng chân nhất. Thì câu này là chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Cái là những người mà tù nhân HO á, ngày xưa trong tù á, họ không có cái gì để cúng cho Phật, họ chỉ có nước trà. Để đi thăm nuôi thì có cái bình trà, rồi có hoa rừng, thì chỉ có hai món thôi, không có gì khác hai cái đó. Thì từ đó đó, ở bề trên đó, mấy chư Phật mới đặt là cái đám tù nhân trà hoa, thì cái đó gọi là HO trà hoa đó, đông lắm. Họ khi họ ở Mỹ này, họ đi qua Pháp, họ đi đủ nước hết, Úc, Canada, có những người ở miền Tây nước Mỹ, Virginia, rồi có một số về miền Nam Cali, nhưng mà sau này chủ yếu về là Nam Cali. Thì sư phụ giữ hồi năm 2014-15 cứ giữ những cái buổi họp ở dưới cùng với mấy vị đó lớn, mấy vị bự không à, chức lớn không á. Thì trà hoa HO, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên, Phật bà chứng giám thiện duyên, hào quang chiếu rạng cửa thiền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng. Trà hoa đạo thì từ có cái trà hoa, thì từ đó có những bác như bây giờ mấy con thấy mấy bác mà sư phụ nói tới đây hay lên đây gặp sư phụ á, thì là mới bắt đầu đến khi mà tìm được sư phụ á thì cái đạo Thiên Tâm ra đời. Thì đây là bài này của trên nói nè: trà hoa đạo phùng thời ứng dụng, Thiên Tâm nhân nhất tụng Nam Mô. Lúc đó đạo Thiên Tâm chưa có ra đời. Đạo Thiên Tâm ra đời ngày 16 tháng 3 năm 2017. Cái bài này năm 1979 là có khoảng cách là bao nhiêu năm? Con tính đây. 79, 80, 2017, gần 30-40 năm đúng không? Mà tại sao thời đó lại biết có đóng mấy chục triệu Thiên Tâm nhân? Thiên nhân là mấy đứa con họ Thiên bây giờ. Thiên Quý, Thiên Văn, Thiên Mỹ Hạnh, rồi Thiên Hằng Nga nữa, thì làm gì có mấy cái thiên này. Mà thì ngày xưa Phật đã nói trước: Thiên Tâm nhân nhất tụng Nam Mô. À, tiếng Yến nữa không? Thì bây giờ là có cuốn kinh Thiên Tâm ra đời. Thiên Tâm nhân nhất tụng Nam Mô, còn đâu chủ thuyết Tam Vô. Chủ thuyết Tam Vô là ngày xưa đó, các mát
thời Các Mác ra cuốn sách là vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình, đúng không? Là họ không có tinh thần thánh, họ là cái gì đó, gọi là trước mắt họ thôi, gọi là gì ta, và chủ thuyết di vật ha. Còn bên chúng ta là di tâm, vạn vật do tâm tạo, chứ Phật đâu có nói vạn vật do vật tạo đâu. Vậy mà cái chủ thuyết Các Mác nói là hễ mà di vật đó là tôi tin, còn di tâm tôi không tin. Và trong khi Phật chúa tất cả những vị lỗi lạc người ta nói chứ, cả hôm nay kinh vậy, nếu mà cái tâm của mấy con mà không muốn về Thiên Long Sơn á, ba đầu sáu voi cũng kéo không có nổi ra khỏi cái giường á, cái tâm của mình thôi mới đến gần địa ngục, đúng không? Tất cả mọi thứ do tâm. Vậy mà chủ thuyết tam vô này nó không có tin, nó tin di vật, nó không có tin di tâm. Còn đâu chủ thuyết tam vô mình nói cũng không có đúng, nó nói mà nó một đường nó lặng nẻo. Con có biết mỗi một cái nhà Việt Nam, từ nhà lá cho tới nhà lầu ở Sài Gòn, khắp tất cả các miền Bắc Trung Nam nước Việt, sáng sớm mà bước ra đố mấy con à, cái hình ảnh và cái khuôn mặt đầu tiên của một đứa nít cho tới người lớn trong nhà là thấy ai trước nè? Nhỏ này hay ta, cái hình bự tổ bố đó không, đâu có thấy tượng Phật này Bác Hồ. Là sao, là nhập tâm rồi, là di tâm rồi, cho nên nó di tâm tới bữa giờ là gần 80 năm. Thì cuối cùng rồi á, nó đã nói là tam vô, tức là tính tin theo di vật, không tin theo di tâm, mà cuối cùng lại dùng di tâm để mà gọi là cái gì, nhồi sọ hả, cái gì tẩy não hả. Tại vì khi mà mình thờ một người ngoại bang, tức là Trung Cộng á, là bữa giờ hồi nãy người nói cái Bác Hồ giả đó mà Việt Nam mình thờ, có nghĩa là gì, mình rước ngoại bang vô để lấy nước của mình, diệt chủng nước mình, đúng không? Con có nghĩ như vậy không? Tối ngày cứ lại ông người Tàu râu vậy nè: Trung Quốc ơi, mày qua nước tao, mày đô hộ nước tao đi, mày cứu nước tao đi. Tối ngày cứ đi gọi người Trung Quốc đi vô nước mình không à? Thì con nghĩ thì sao? Tại ổng có phải người Nguyễn Ái Quốc của mình đâu. Nguyễn Ái Quốc mình là anh hùng, khi đi xuống Tàu qua Pháp rồi đã chết năm 1932 rồi, đâu có còn tới năm 1969 đâu. Tức nghĩa là đời ông nội Hồ Quang ơi, lấy nước tôi, cúng nước tôi, anh vĩ đại quá. Cho tới đời cha Hồ Quang ơi, lấy nước tôi, diệt chủng nước tôi, cúng nước tôi. Giờ tới đời cháu cũng vậy. Thế Hồ là lời thật, nói thật. Thế Hồ là người cõi trên, nhưng mà không có nói thêm, nói bớt, cũng không có châm biếm ai nghe. Mình đem một cái hình tượng cũng giống như giờ con đi học những cái gì thầy ở đây mình biết đó, ông này ông nọ đó, ông cho mấy con năm con thần chú: ma quỷ ơi, nhập vô xác tôi, ma quỷ. Tối ngày con cứ kêu vậy, tại vì đọc con chú là kêu tên người ta, thì cũng y như kêu tên của ông, cái hình ông râu dài mà mỗi sáng mà mình ra mình nhìn thấy, cũng y như vậy thôi. Về mặt tâm linh đó, cũng may á, nước Việt đó, là có thánh nhân xuất hiện ở miền Nam. Miền Trung á, là có vĩ nhân, tại eo hẹp quá là phải học giỏi làm vĩ nhân. Còn miền Bắc á, ăn nói lưu lót là doanh nhân. Cho nên nước Việt á, là do vua Thần Nông là con trời lập ra, không phải dễ bị diệt chủng như là người ta nghĩ đâu. Trên cái thế giới này có những cái hành tinh, những lục địa, những quốc gia qua một thời gian sẽ bị mai một, sẽ bị xóa sổ bản đồ có, cũng như nước Phùng Tan nè, Chim Thành nè, rồi có những nước gì mà con đọc lịch sử đi, Sở Hán tề gì đó. Còn đâu chủ thuyết tam vô. Ba Thu nói tiếp: sóng to bụi tràn, bồ đề
để dập tan ai rõ, đáo bồ đề dập tan ai rõ, pháp nạn mùa chịu khó chịu tai, cơ trời có trả có vay, thiên cơ đã định khó thai khó lường, cơ trời đi hàng nghìn năm để mà lập hội Long Quang, để mà cho sáu triệu chim hiền cho người hải ngoại chúng ta về để mà xây dựng đất nước, không phải là chuyện đùa. Chỉ có mấy cái thằng vô minh như Tập Cận Bình, Putin hay là Biden, vài ba thằng bắt chồng mình không tính nha, bắt chồng chỉ là vua chạy theo thôi, xù con không có tính, tính chiếc xà lan thôi. Coi ông trời với hội đồng chư Phật không ra gì, muốn cãi lời với cơ trời, chuyện nó không phải đơn giản mà dễ cãi lại đâu. Sư phụ từ bi nói trước để cho họ bớt có sự tốn kém và chết chóc. Nếu Putin cách đây 2 năm mà nghe được tiếng Việt nói trên đài này nói, đừng có xâm lăng Ukraine để mà cái thế chế vô thần không có bị tiêu diệt, thì nước Nga đã giữ được rồi, vũ khí Nga vẫn còn bán ào ào trên thế giới rồi. Chứ họ từng nói là cái thế giới vô thần là chia 5 x 7 mà. Nếu mà Nga với Tập Cận Bình hôm nay ai em dịch cái tiếng Tàu Văn Thọ cho ông hiểu đi, hay anh Kiệt nó nói vậy, mà chia 5 x 7 á, họ cũng biết á. Nhưng mà đến lúc cơ trời đến là tới là phải tới thôi, thì đâu có tốn kém, đâu có tốn tiền bạc sinh mạng đâu. Cơ trời đi hàng nghìn năm không ai thay đổi được. Những người lỗi lạc giỏi nhất, cái người giỏi nhất có thể tiêu diệt chúng ta trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 8 tỷ mấy người có thể chết liền lập tức và đang lửng lửng trên đầu của chúng ta đó, dếp ô còn có biết không? Mấy vị thường nói mỗi tuần á, sư phụ họp với mấy vị, ngài không biết, ngài ở đây nhân loại đi bảo tồn một cái giống vật nào trong rừng thì cũng giống như thế, ông nó bảo tồn một cái chúng sanh vô minh của chúng ta, mà chúng ta mà lì á. Mấy vị nói nếu mà nhân loại mà vẫn còn không có có niềm tin với thượng đế, dếp ô có thể tiêu diệt cái quả địa cầu này trong vòng 1 tiếng đồng hồ, không còn một người sống. Họ có khả năng đó, nhưng mà vì họ là nửa người nửa thánh, họ biết họ chỉ bảo vệ chúng ta như chúng ta bảo vệ một con thú ở trong rừng để đừng có bị là diệt chủng mất gốc. Vậy mà chúng ta lại hung hăng coi trời Phật không ra gì. Mỗi ngày cho hùng nói chuyện mấy gì nói này hoài lì đi, dưới bò nó bấm nút một cái là 1 tiếng hồ là xong hết, không còn một người sống. Thiên cơ đã định khó thai khó lường, thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước, cơ trời đã tới từ lúc Covid Việt Nam Sài Gòn xảy ra cho tới ngày hôm nay. Sài Gòn, Nguyễn Huệ, tất cả đường phố đều hưu giá nhà, bây giờ cho không cũng không ai mua, tiền thành tiền giấy kiệt nói chúng, vàng lên gấp mấy lần cũng nói chúng, sắp sửa cái nạn đói cũng sắp sửa nói chúng, rồi sắp sửa dân ho cái là mấy đại ca bỏ thẻ đảng chạy cũng có sắp sửa tới. Chỉ cần ho thôi, đừng biểu tình nghe ho lên mới tựa đời ho. Cái này á, hơi cười Tiếu Lâm á, nhưng mà đừng nghĩ là Tiếu Lâm nghe mấy con. Ráng tu nhân mới được chứng tri, còn đâu những đứa vô nghị, quá trời vô nghị luôn, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Nay ta giảng lời cơ giải kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu. Cái bài này năm 1979, mà thời đó mấy vị biết sau này người Việt Nam chúng ta đi khắp thế giới là trời Mỹ trời Âu. Nè mấy vị nói nè, các con dù trời Mỹ trời Âu, trời đông pháp Phật nhiệm màu, quy về một cõi hẹn câu tao phùng. Quy về một cõi là đâu? Tăng thân nhất à, mấy bài nào cũng sẽ đáp tăng thân nhất. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, không cần biết mấy đệ tử đó ở Phần Lan phải không, qua thăm Thiên Long Sơn phải không, nhưng mà lần sau thường sẽ gặp mấy con là tăng thân nhất đúng không, mình không có gặp ở đây nữa. Thôi cũng sắp đi về rồi. Mấy
quay về một cõi hề lập, quay về một cõi hiện có các phùng. Vua hiền với tôi chung hợp nhất, tạo cơ đồ chung lực quốc gia. Trà hoa là đạo của ta, hoàng khai chánh pháp Phật bà thưởng ban. Cùng các đạo thế gian thờ kính, Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang. Ba ngôi có Chúa rõ ràng, mười phương hữu Phật vẻ vang tương hòa.